Nhân vật Uetun Nakang Lim, tập 51. Tiếp tục với tập trước, lúc này mấy bạn học sinh cũng lần lượt đi vào lớp học càng lúc càng đông. Gia Hi chạy lại vẫy tay chào, chào buổi sáng, Sirin quay lại đáp, ồ, buổi sáng tốt lành nha Gia Hi. Hình như, cậu mặc đồng phục mùa hè hả? Gia Hi nhìn lại đồng phục nói, phải phải, từ giờ tớ sẽ phối đồ như vậy, có thể sẽ hơi lạnh một chút vào mấy ngày đầu nhưng sắp tới thời tiết sẽ ấm hơn mà ha. Nên tớ mặc vậy liền đó, mấy thay đổi nhỏ nhỏ thế này giúp tinh thần tớ phấn khởi hơn hẳn. Sirin mỉm cười, he he, tớ hiểu mà. Chợt hai nhỏ đi tới cổ lớp thì thấy mấy bạn nữ tụ tập ở trước của bàn tán gì đó. Gia Hi nhìn mà hoang mang, hả, ét lón thón là này, cái thằng ngồi ở trong kia sao mà đẹp trai quá trời luôn. Chuyện gì xảy ra với mọi người vậy? Nhỏ Sĩ Anh nhìn vào trong lớp thấy Kang Lim mà sốc không nói nên lời luôn. A, Kang Lim. Bóng lưng này, cùng dáng ngồi quen thuộc này, không sai vào đâu được. Chính là anh Lim nhà ta, rồi luôn, pha này với cái mái tóc này anh Lim lên trang nhất của trường luôn. Kang Lim nghe giọng Sirin mà quay lại hỏi, sao, sao vậy? Nhỏ Gia Hi nhìn thấy thanh niên mà cũng sốc không kém. Na. Na Kang Lim, một tiếng hét vang cả trường luôn, đúng là Gia Hi có khác tràn đầy năng lượng. Bà cô chủ nhiệm thấy Kang Lim thay đổi kiểu tóc mà cũng không quen, cứ liếc nhìn thanh niên mãi, thông báo tới đây là hết. Nếu ai có thắc mắc hoặc có điều gì không hiểu, các em luôn có thể hỏi cô, rõ chưa? Kang Lim một học sinh cá biệt bị bà cô chú ý tới cũng không dễ chịu gì à, huống chi hôm qua còn bị bế lên văn phòng uống nước trà nữa mà. Tiết học kết thúc, mấy đứa trong lớp ai cũng bàn tán về Kang Lim, huê. Đẹp trai quá cũng khổ anh em ạ, mới cắt tóc thôi àm đã như vậy rồi, ai? Gia Hi vội chạy lại, này, Kang, không, sếp ơi, tóc cậu bị sao vậy? Gia Hi quá sốc luôn, sao lại bỏ kiểu tóc bạch tuộc chĩa ba đặc trưng của cậu hả? Giờ sao, nhìn cậu bình thường dữ vậy, Kang Lim nghe mà cay cú, cậu đang khen hay đang sỉ nhục tớ thế hả? Rồi nhỏ giật mình khi trong đầu suy tưởng tới tình huống, hay là cậu mới bị ai đó làm tổn thương? Tớ nghe nói người ta thường hay cắt tóc sau khi thất tình đó. Nhỏ lại cười ha ha xua tay trêu chọc, lý do chia tay là gì vậy, lý do chia tay là gì vậy, ngây thơ ghê, nếu cậu ấy nói chia tay vì không thích tóc của cậu thì chỉ là cái cớ của người ta thôi đấy. Kang Lim bị cay cú con này rồi á, a hiểu rồi, ra là cậu muốn kiếm chuyện hả. Gia Hi thấy Kang Lim không nói, mà hỏi bốn mắt, này Chani, cậu có biết gì về chuyện này không, tự nhiên cậu ta bị làm sao vậy. Khứa bốn mắt sáng giờ chưa nhìn lấy thằng bạn một cái, nên có biết gì đâu, hửng, ý cậu là sao? Bốn mắt ngạc nhiên, ồ, ô xin trung thành của ta, nay ô xin đổi kiểu tóc rồi. Gia Hi kiểu, ủa, bạn thân mà không nhìn nhau một cái luôn à, giờ mới nhận ra hả, đúng là thân thật a, thân ai nấy lo, ha ha. Bốn mắt ảo đá đầy kính nói, à tớ thường không đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, mà thường phân biệt bằng cách cảm nhận chakra của họ, he he, Kang Lim đáp. Bởi sao tao thấy mày chẳng nói tiếng nào về chuyện này trước đó? Gia Hi cha hỏi, thế lý do thật sự là gì vậy? Sao bỗng dưng lại cắt tóc? Kang Lim nói, thì, có lẽ là một chút thay đổi trong tư tưởng, như lần trước cậu nói đó. Tớ nghĩ mình cần trau chuốt bản thân hơn, dù chỉ là một chút cũng được. Gia Hi sốc khi mà Kang Lim nghe lời của mình mà đi cắt tóc à? Hả, không, nhưng cậu. Con trai thì nên chú ý kiểu tóc một chút, giá trị của một người đàn ông nằm ở kiểu tóc của họ mà. Này, chả phải chúng ta mới nói chuyện này vào hôm qua à, tớ không biết liệu chúng ta có lỡ nói điều gì làm phật lòng cậu ấy không nữa. Gia Hi đổ mồ hôi hột nói, nhưng lần trước cậu nói cậu không muốn mà, còn bảo việc đó vô nghĩa nữa, vậy mà sao lại? Kang Lim mỉm cười đáp, vì cậu đó. Gia Hi hoang mang không hiểu, hả, sao cơ? Kang Lim đứng dậy, vì cậu, tớ đã bắt đầu xem xét lại mọi thứ, và như cậu thấy đó, tớ thấy mình muốn cắt tóc. Tóm lại, điều tớ muốn nói là nhờ công của cậu đấy, cảm ơn cậu, Yu Gia Hi. Rồi xong biểu cảm này, chết mịa, cậu ấy vừa cười với mình, con mịa đó đẹp trai quá, Gia Hi ấp úng mói, sao mà, hả? Có điều tớ bị mọi người bàn tán nhiều quá, một lát tới giờ nghỉ, chắc tớ phải ra ngoài thôi, hơi, đẹp quá cũng khổ a. Chợt Kang Lim bất ngờ khi mà thấy nhỏ Sirin ở trước mặt của mình. Cha Sirin nhìn Kang Lim đắm đuối luôn, wow. Kang Lim hơi lo lo à, cậu bị sao vậy cha Sirin, bộ tớ nhìn lạ lắm hả? Sirin giơ hai tay lên like video cho Ed, phải, cậu trông lạ lắm, Kang Lim, lạ là sao tới giờ cậu mới chịu cắt tóc vậy? Kang Lim nhìn biểu cảm của em nó mà ngơ ngác, tớ có thể đã cắt kiểu pompadour ấy,
Sirin lại nói, cậu thật sự đã vượt qua mong đợi của tớ luôn ấy. Kang Lim đầu đầy hỏi chấm, ồ, thật, thật phê sao, nếu vậy tớ cũng yên tâm, cảm ơn cậu. Chợt tên Ho Cheon đi lại, mày làm tao ngạc nhiên đấy. Xém nữa không nhận ra mày luôn, Kang bất ngờ đáp, không đâu, tao mới là người ngạc nhiên khi nghe mày nói vậy đấy. Phải, nhưng chắc chắn không nhiều bằng tao đâu, mày cũng khiến tao ngạc nhiên khá lần rồi. Cái lần mà Gia Hi ở trên sân thượng, rồi mấy em gái chuyển trường tới ai cũng có quan hệ với Kang Lim hết. Kang Lim kiểu ủa, hứa này nó nói cái gì vậy ta, bộ mình có làm gì với nó hả? Bộ mày quên rồi hả, cái hôm mày mặc đồ giống Gia Hi, Kang Lim nghe hứa này nhắc lại mà thấy hơi xấu hổ a. Này, cho xin đi, phải việc đó đã xảy ra được chưa hả, phải ha, chả trách sao người ta xem mình là kẻ lập dị. Rồi còn vụ việc thuốc lá vào mấy ngày trước nữa, khiến tao càng nghi ngờ hơn. Mày biết không, mày khá bí ẩn đấy, Kang Lim hơi bất ngờ trước hứa này rồi đó a. Ho Cheon thở dài, nhưng có lẽ, tao đã đánh giá mày quá vội vàng. Bất ngờ Kang Lim hỏi, à, có việc này tao muốn hỏi mày, mày có biết chỗ nào trong trường thích hợp để hút thuốc không? Ho Cheon kiểu đúng là đã đánh giá quá vội với tên này rồi a, gì cơ, mày nghiêm túc đó hả? Lát sau, Kang Lim đứng trước máy bán nước, mua một lon khui ra uống. Rami tung tăng chạy lại, ya, tìm được anh rồi, tiền bội, Kang Lim cầm lon nước lên uống đáp. Ồ, chào em Zo Rami. Rami hỏi, buổi ra mắt hoành tráng của anh như thế nào rồi? Kang Lim hờ hững đáp, hử, cũng không có gì nổi bật lắm. Anh nhìn xem cái mặt của em giống tin không? Hửm, thật à, sự thật là thế sao? Mọi người hẳn đã rất ngạc nhiên đúng không? Tiền bối, Kang Lim bất lực mà trả lời cho em nó mãn nguyện, đúng là vậy. Em nói mà na na na, em tự hào về mình qua đi. Từ giờ, anh sẽ tới tiệm làm tóc vào mỗi 3 tuần, đúng không? Em mà gọi thì đừng lấy cớ để không đến nha. Kang Lim nghe mà sốc ngang. Hả, mỗi 3 tuần á, thường xuyên vậy sao? Rami nhìn Kang Lim. Hử, đó không phải thường xuyên đâu. Đó là trung bình thời gian nên đến tiệm tóc đó. Anh, không biết à? Kang Lim kiểu, wow, vậy mấy người chạy theo xu hướng tốn nhiều thời gian cho tóc của họ giữ vậy hả? Rồi Kang Lim gọi, chủ quán đâu tính tiền hộ cái, tiền để đến tiệm cắt tóc mỗi 3 tuần. Tương đương bao nhiêu tô gốc báp anh có thể mua? Tổng 10 năm là bao nhiêu tiền? Rami cười, ASASA vẫn còn một quãng đường dài mà anh. Tiền bối này, chả lẽ anh, có lẽ nào anh cảm thấy xấu hổ, khi phải đi hẹn hò, với một cô bé hậu bối đáng yêu như em. Kang Lim bị chọc mà ngại ngùng đỏ mặt, hả, sao, này, không có nha, đừng có chọc anh nữa. Rami cười, ASASA, em đã rất cố gắng để đặt chỗ ở tiệm làm tóc đó đó. Nghiêm túc mà nói thì tiền bối nên biết là mình rất may mắn đó nha. Anh phải cảm thấy biết ơn khi có một bé lớp dưới đáng yêu như em bên cạnh em. Kang Lim cũng đồng ý với Rami mà đáp, ừ, phải, đúng đó. Nhỏ hỏi, sao ạ? Kang Lim nói, anh có nói là lâu rồi chưa tới tiệm làm tóc. Nên anh đã phải tự cắt tóc và tạo kiểu, nói thật thì trông nó khá là tệ phải không? Nên anh cảm thấy, rất biết ơn khi có em ở nên, rồi xong lời nói này, với cái khuôn mặt này, cùng biểu cảm này. Rồi luôn Rami lại u mê không có lối thoát luôn rồi anh em ạ, tiền bối, đẹp đẹp trai quá. Kang Lim không để ý thấy biểu cảm của Rami mà quay đi, thôi anh đi trước nha, anh còn phải sắp xếp vài thứ. Còn Rami thì mặt đỏ nóng bừng bừng, lớn chuyện rồi, mình đã tạo ra một con quái vật, một hot boy học đường. Mặc khác ở phòng giáo viên, trong bất kỳ trường hợp nào, giới trẻ ngày nay rất dễ đi chệch hướng. Cái người đang nói đó chính là thầy Park. Người đã bắt Kang Lim viết kiểm điểm, nhìn cái cậu Na Kang Lim đó mà xem, là ví dụ điển hình đó, thời của tôi mà bị bắt quả tang hút thuốc là coi như tàn đời rồi. Ông thầy ngồi đó cào nhào kể lại cái chuyện mà Kang Lim đã phạm phải cho mấy đồng nghiệp nghe, buổi họp giáo viên gần đây, nội dung buổi họp là. Còn bà cô này là chủ nhiệm lớp của Dung AH, Na Kang Lim, là thằng bé lần trước, cậu ta đã ở trên sân thượng với Dung AH lớp mình. Bà cô đang còn suy nghĩ về thanh niên tiếng tăm lẫy lừng Kang Lim. Thì bất ngờ đường dây nóng điện thoại của nhà trường vang lên. Alo, Cao Trung Minh Huyết xin nghe, tôi có thể giúp gì, xin lỗi, ai cơ ạ, đường truyền có hơi khó để nghe. Bà cô nhận được tin gì đó mà biểu cảm sốc ngang, cái gì, học sinh của trường tôi, đang làm gì và ở đâu hả? Sau khi nhận được thông tin, bà cô liền tắt điện thoại, hừng hực khí thế đi đến địa điểm chỉ dẫn đẩy cửa ra. Lúc này tên Kim gì đó cùng với 2 đứa đàn em đang chia nhau mấy điếu thuốc. Bất ngờ thấy bà cô mà muốn nuốt luôn điếu thuốc vào, á, bà cô đầy giận dữ, đám, nhóc,
này. Ba tên đó sợ hãi, cái, này, bà cô từ một người mẹ hiền hóa thành mụ gì ghẻ, các em muốn nổi loạn phải không? Bên trong một phòng, để tên chỉ dành cho nhân viên, liên tục phát ra những âm thanh giảng đạo lý đầy tình cảm của người mẹ hiền. Mà cái người núp bên cạnh phòng đó chính là Kang Lim, cũng là kẻ đã báo cho bà cô biết địa điểm, he he, thật sự bọn mày rất phiền đó có biết không, này thì dám chơi anh mày à. Xong việc, thanh niên vui vẻ mà rời đi, cuối cùng mình cũng thấy an tâm. Kang Lim đang yêu đời đi về lớp thì thấy ở đối diện chính là Dung A Hát đang đi tới, thanh niên gọi, ồ, chào Dung A Hát. Cậu mặc đồng phục mùa hè, trông thực sự rất, Kang Lim còn chưa kịp khen thì nhỏ không nói gì mà lạnh lùng đi lướt qua luôn. Làm cho Kang Lim đầy hoang mang, hả, Dung A Hát cố gắng không nhìn Kang Lim mà vội vã tránh đi. Không phải lừ vì nhỏ ghét hay là giận dỗi gì, mà là nhỏ sợ nhìn Kang Lim thì lại không khống chế được bản thân mình a, không được, mình không thể nhìn cậu ấy được, mình chỉ không thể, phiên bản cũ của Kang Lim đã đủ ngầu rồi. Mà giờ còn thay kiểu tóc nữa, làm mình ngượng chín mặt khi nhìn cậu ấy, mình không dám nhìn cậu ấy, đúng là anh Lim mới cắt tóc thôi mà mấy em gái đổ đứ đừ hết luôn. Mình không muốn cậu ấy thấy mình bối rối thế này, nên, từ giờ, mình nên tránh bắt gặp cậu ấy. Nhưng, hả, gì đây, sao chuyện lại thành ra thế này, tình hình hiện tại Kang Lim và Dung A Hát cùng nhau đi đến rạp xem phim tình cảm a, nhỏ thì ngại đỏ mặt còn Kang Lim thì thành thơi ngồi ăn bắp xem phim, ủa mà sao Kang Lim lại đi xem phim cùng với em nó vậy nhỉ, ai biết bình luận cho Ad biết với ạ. Nhớ đăng ký kênh để xem tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Quét mã QR bên dưới góc trái màn hình để donate ủng hộ cho Ad nhé. 1k ủng hộ của mọi người là động lực để mình tiếp tục ra thêm nhiều video mới ạ. Cảm ơn, mãi yêu.